Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Chắc hẳn là nhiều anh em khi mà chơi game thì vào trong cái phần thần thông ấy, kiểu gì cũng gặp một số những cái ấn ký nó tên là giảm sát thương cuối 5,2% mà không biết công dụng của nó làm cái gì. Thế trong video này mình sẽ giải đáp cho những anh em tân thủ nào mà chưa biết về cái sát thương cuối anh em nhé. Tất nhiên là nhà phát hành chả bao giờ cung cấp những cái thông tin liên quan chỉ số này để cho chúng ta hiểu đâu, bắt buộc chúng ta phải tự tìm hiểu thôi. Thì với cái kinh nghiệm của mình chơi một số cái tựa game khác có cái chỉ số về giảm sát thương cuối, thì để mình giải thích cho anh em một cách dễ hiểu như thế này nhá. Khi mà chúng ta đi chiến đấu thì anh em có thể nhìn thấy, ví dụ như mình vừa gây ra được 209 vạn điểm sát thương đúng không, thì cái chỉ số công của mình này, rồi thì chỉ số phòng thủ giảm sát thương của cái con quái này trừ tất tần tật đi, và cuối cùng mình gây ra được 209 vạn. Đấy chính là sát thương cuối anh em nhá. Và để giải thích cặn kẽ hơn cho anh em thì mình sẽ vào trong cái phần thuộc tính chi tiết của bản thân nhá. Anh em có thể nhìn thấy chỉ số thuộc tính công cơ bản của mình là 362 vạn. Và bây giờ mình giả sử là kẻ địch B nó sẽ có 100 vạn thủ đi, thì tức là lượng sát thương mình gây ra cho nó sẽ là 262 vạn máu. Và anh em có thể nhìn thấy cái chỉ số tăng sát thương cuối của mình là 19%. Và giả sử như kẻ địch B cái phần giảm sát thương cuối của nó bằng 0 đi, thì sát thương cuối cùng mà mình gây ra được cho nó sau khi tăng thêm 19% nữa, tổng cộng sẽ phải là 311 vạn sát thương. Vậy thì cái chỉ số tăng sát thương cuối với cái chỉ số là tăng công thì cái nào mạnh hơn? Thì mình sẽ để một cái bảng so sánh đây cho anh em xem nhé. Đầu tiên, nếu như mình được tăng 19% sát thương cuối thì nó sẽ như thế nào? Là công của mình là 362 vạn này, thủ của địch là 100 vạn đi, thì cái sát thương mà mình gây ra sẽ là 262 vạn. Và ví dụ như lần đánh bạo kích đấy mình gây ra được 200% sát thương, thì tức là mình sẽ gây được 524 vạn. Và kết hợp với 19% sát thương cuối thì tổng cộng mình đã gây ra được là 624 vạn anh em nhé. Còn nếu như mình mà được tăng công lên 19% thì cái chỉ số công của mình lập tức nhảy lên là 431 vạn. Và lúc này thủ địch vẫn chỉ có 100 vạn mà thôi, thì mình đã gây ra được 331 vạn sát thương. Và bạo kích lên 200% á, thì tổng sát thương của mình gây được sẽ là 662 vạn, hơn rất nhiều so với 624 vạn anh em nhá. Thì mình sẽ để luôn cái bảng đây để anh em có thể so sánh cho dễ nhá. Tương tự như thế thì cái giảm sát thương cuối nó cũng sẽ không ngon bằng cái việc là giảm trực tiếp vào cái thuộc tính công ở đây anh em ạ. Ok, thì hy vọng rằng là video này sẽ giúp cho anh em hiểu rõ hơn về cái chỉ số sát thương cuối nhá. Để chúc anh em chơi game vui vẻ, và có câu hỏi gì nhớ để lại comment ở bên dưới thì mình sẽ giải đáp cho anh em nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.